Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải nha anh em ơi. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ mà. Ở video này thì Khải sẽ soi set đồ của cậu Ba Bảo, trưởng lão của bán hội AC cho anh em xem nha. Đó, hiện tại đang làm trưởng lão nha anh em. Cho anh em xem thử set đồ của cậu Ba Bảo như ra sao. Đây là nhìn sơ qua đây là Ngammy nha anh em. Một Ngammy Border nè, Ngammy Nam á mọi người. Hiện tại đang sở hữu mình một cái nón phòng thủ 30, phòng thủ 30. Nón mắt bình định quốc kèm theo của áo phục hồi 49, một dây chuyền kháng cả 12 kháng lô 30. Trời, dây chuyền này đẹp quá, dây chuyền này đẹp quá, quá đẹp cho Ngammy luôn em ơi, không còn gì phải chơi. 12-30 sinh lượng 130, dây chuyền quá đẹp. Vào tay làm 150, đai lưng kháng lô 27, nhẫn kháng banh 25-30, nhẫn kháng lô 26, ngọc bội kháng làm 140 sinh lượng lực, hiện tại đang có cho mình 90 làm chậm. Và kèm theo cái thanh âm nữa, thẹt này được 125 chậm nè. Lượng kháng lôi khá là cao. Hiện tại đang sở hữu một cây vũ khí chống 40. Cây vũ khí chống 40, ở đây là Ngammy trưởng nha nè. Đang sở hữu một cây vũ khí chống 40. Hiện tại lượng kháng lôi khá là nhiều đấy. 30 nè, 30 nè, 26 nè, 27 nè, 4 món kháng lôi nè, 1 món nè, 2 nè, 3 nè, kèm với giá chiều nữa thành 4 món kháng lôi nè, thấy chưa. Và đang sở hữu mình 40 chón, kèm theo thanh âm thì được hơn 70 chón. Vạc này 50 bao tay làm chậm và ngập bội thì 90 làm chậm. Và đang có kèm theo thanh âm thì vạc này 120 làm chậm nè. Hello Hồng Hiếu nha, có như Hồng Hiếu ơi, inbox Facebook đi rồi Khải tư vấn cho Hồng Hiếu ơi. Có vạc nè, mua inbox, Khải chỉ cho inbox đi Hồng Hiếu ơi. Đó. Rồi, nói chung thì để cho anh em xem thì xếp đồ của trưởng lão này thì nhìn vào thì đẳng cấp nhất đó là nhìn vào con ngựa khá đẹp mắt. Con ngựa này trị giá từ 3,5 triệu đến 4 triệu nè. Đó, 3,5 triệu đến 4 triệu cái con ngựa này, hiện tại giá của server này luôn nha. Cái nón này 30 thì Khải nghĩ chắc cũng tầm 5 đến 10 kim thì nó khoảng tầm 500k đến 700k. Đó, cái này 4 triệu, cái này 500k đến 700k. Áo này khoảng tầm 3 kim 200.000. Và tay này khoảng tầm 5-7 kim thì khoảng tầm 400.000 đi, 400.000. Rồi nói chung những món định quốc như thế này thì nó dao động khoảng tầm gần 1 triệu nè, 3 món định quốc gần 1 triệu đi. Đó. Gần 1 triệu đi. Giá chiên này chắc cũng tầm khoảng 300.000, 300.000 là khoảng 5 đến 6 kim nè. Nói giá chiên này Khải nghĩ cũng tầm 5 đến 6 kim. Rồi. Vũ khí này thì rẻ thôi, khí dòng 1 này vài kim, khoảng 200.000. Là dây chuyền của cái này khoảng tầm 500k là 1,5 triệu. Dây nhẫn này khoảng tầm 200k, 1,7 triệu. Nhẫn này khoảng tầm 200k. Đó, 1,9 triệu, 200k khoảng tầm 3 kim. 1,9 triệu. Đây lưng này khoảng tầm 2 kim, 2 kim khoảng tầm 1,5 triệu, 2 triệu đi. Ngọc bội này cũng tầm giá đó thì 2,2 triệu. Đôi giày này cũng tầm 3-4 kim. Thì tính sơ qua thì tổng xếp đồ khoảng tầm 2,5 triệu nè. Tổng xếp đồ trung bình khoảng tầm 2,5 triệu, 2,5 triệu hơn một chút. Đó, tổng xếp đồ này như này, 2,5 triệu hơn một chút. Và kèm theo con ngựa này khoảng 4 triệu nữa đi, thì xếp đồ này trên dưới gần 7 triệu nè. Trên dưới gần 7 triệu đó, không ít đâu. Chung là ạc trưởng lão này cũng khá là ok nè. Là trưởng lão này thì anh em cũng biết thì hồi xưa là ạc này là ban chủ bên thất nè. Ban chủ bên thất gộp về nha mọi người. Sau khi server ngày 6 tháng 1 vừa rồi, bên ACE, bên S4 gì á, thì bên thất hoàn toàn 100% gộp về ban ACE. Đó. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên cho trưởng lão cậu Ba Bảo một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Và đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Anh em thích xem cao thủ nào tiếp tục comment nha anh em ơi. Khải soi hết cho anh em xem.